Búi tóc của tôi tốt đẹp nhất ở trong cõi Diêm Phù Đề, được gọi là đệ nhất. Khi trong miệng ngài nói như thế, thì trong tâm cũng chẳng có chút hoảng sợ tán loạn nào, ngài chẳng nghĩ gì cả. Tất cả đều buông xả đặng, tất cả trên thế gian ngài đều xả được hết. Một lòng lập chí vui thiền định vắng lặng, hy vọng đắc được sự thanh tịnh chân chánh, tinh tấn sinh tu học Phật đạo, ba nghiệp thanh tịnh, lìa khỏi hai chướng, phiền não chướng, sở trì chướng, phẩm chất đoan chánh, tâm ngay thẳng chỉ cầu hướng về nhất thiết trí huệ. Do đó, tay bèn cầm đao sắc bén, tự cắt búi tóc liền ra trên đầu của mình xuống, đem đến trước mặt người xin, gối phải quỳ sát đất, chắp tay lại cung kính dâng bố thí búi tóc liền ra đầu cho người đến xin. Chánh niệm, chỗ thực hành của ba đời tất cả chư Phật Bồ Tát, phát tâm đại hoan hỷ, càng thêm ý chí vui thích, ở trong các pháp, ý khéo khai mở thấu hiểu, chẳng thủ lấy khổ, biết rõ khổ thọ, vô tướng vô sinh, các thọ khởi với nhau chẳng có thường trụ. Cho nên tôi phải đồng với tất cả các Bồ Tát quá khứ hiện tại và vị lai, tu hành đại xả, phát lòng tin ưa thích, thâm sâu, cầu nhất thiết chí. Chẳng có thối chuyển, chẳng do người khác chỉ dạy, sức lực thiện tri thức. Khi đại Bồ Tát bố thí như thế, đem các căn lành hồi hướng như vậy, nguyện cho tất cả chúng sinh được vô kiến đảnh, thành tựu búi tóc Bồ Tát Như Tháp. Nguyện cho tất cả chúng sinh được tóc xanh biếc, tóc kim cang, tóc mịn màng mềm mại, diệt được tất cả phiền não của chúng sinh. Nguyện cho tất cả chúng sinh được tóc thấm nhuần, tóc kín dày, tóc không lấn phù vành trán. Bồ Tát lúc đó một lòng không hai, chánh niệm hạnh môn của ba đời chư Phật và Bồ Tát tu sinh tâm đại hoan hỷ, đồng thời tăng trưởng trí nguyện của mình được vui thành tựu. Đối với pháp lý của chư Phật nói, quá khứ có chỗ chẳng minh bạch, hiện tại huất nhiên trong tâm ý đều minh bạch. Tuy nhiên cắt búi tóc trên đầu xuống để bố thí, nhưng chẳng cho rằng thọ khổ vì Bồ Tát thấu hiểu. Thọ khổ thì hết khổ, hưởng phước thì hết phước. Khổ vốn chẳng có tự thể, cũng chẳng có tướng và sinh, nó vốn tức là không. Sắc thọ tưởng hành thức năm uẩn, tuy thường thường cùng nhau sinh khởi, nhưng chẳng phải lúc nào cũng tồn tại có tác dụng. Do đó, tuổi Bồ Tát phải tùy đồng hết thảy tất cả Bồ Tát quá khứ hiện tại và vị lai, cùng tu hành pháp môn đại bố thí, cử hành đại hội bố thí, phát vô lượng tâm đại hỷ đại xả. Tin sâu chỉ có phụng hành giáo lý của chư Phật mới là pháp vui chân chánh, một lòng trên cầu Phật trí, chẳng sợ thọ bất cứ khổ nạn nào, cũng chẳng thối thất tâm nguyện của mình. Tôi quyết tâm như thế, chẳng phải nhờ thiện tri thức chỉ dạy, hoặc nhờ sức lực thiện tri thức tăng cường mới làm được, mà là tôi tự phát tâm, ý chí ưa thích hành đại bố thí này. Khi đại Bồ Tát bố thí búi tóc, đem công đức căn lành của ngài tu tập đối với chúng sinh hồi hướng như vậy, tôi nguyện tất cả chúng sinh đều vô kiến đảnh, không thể thấy được đỉnh đầu của họ. Chỉ có Phật mới có tướng vô kiến đảnh trang nghiêm này. Hy vọng chúng sinh tu hành công đức có thể thành tựu búi tóc Bồ Tát giống như bảo tháp. Lại nguyện cho tất cả chúng sinh được đầu tóc xanh biếc, hoặc là đầu tóc giống như kim cang, hoặc là đầu tóc mịn màng mềm mại, hay diệt được 84.000 thứ phiền não của chúng sinh. Lại nguyện cho tất cả chúng sinh được đầu tóc thấm nhuần bóng mượt, vừa kín lại vừa dày, cũng không thể lấn phủ vành trán, rất có thứ lớp, nhìn trông thật rất đẹp. Nguyện cho tất cả chúng sinh được tóc mềm mại, nguyện cho tất cả chúng sinh được tóc như chữ vạn, tóc xoắn khu ốc về phía phải. Nguyện cho tất cả chúng sinh được tướng tóc của Phật, vĩnh viễn lìa tất cả phiền não kết tập. Nguyện cho tất cả chúng sinh được tóc quang minh, quang minh đó chiếu 10 phương thế giới. Nguyện cho tất cả chúng sinh được tóc không rối loạn, giống như tóc của Như Lai, sạch đẹp không tạp. Nguyện cho tất cả chúng sinh được tóc đành thác như bậc ứng cúng, khiến cho người thấy như thấy được tóc của Phật. Nguyện cho tất cả chúng sinh được tóc không nhiễm trước của Như Lai, vĩnh viễn lìa tất cả màng tối trần cấu. Đó là hồi hướng căn lành của Đại Bồ Tát khi ngài bố thí búi tóc liền ra đầu, vì muốn khiến cho tâm chúng sinh được vắng lặng, đều được viên mãn các đà la ni, cho giáo nhất thiết chủng trí của Như Lai, 10 thứ lực của Phật. Bồ Tát lại nguyện cho hết thảy chúng sinh được đầu tóc mềm mại. Tại sao? Vì đầu tóc mềm cứng có thể hiện ra cá tính của con người là hòa thiện hay là cố chấp. Cá tính của người cố chấp chẳng dễ gì hợp tác với người, vì có tỳ khí càng cường. Người đầu tóc mềm mại thì tính tình hòa thiện,
Chúng ta người tu học đạo phải thường thường chú ý khống chế tỳ khí của mình, giảm bớt đi phiền não và sân hận. Đại nguyện cho tất cả chúng sinh được đầu tóc hình chữ vạn, tóc xoắn hình ốc về phía phải. Đầu tóc của chư Phật tức là tóc xoắn hình ốc về phía phải. Lại nguyện cho tất cả chúng sinh được đầu tóc giống như Phật, vĩnh viễn xa lìa 84.000 phiền não kết tập. Kết tập tức là tiểu mau bệnh của một số người. Người không có đại bệnh thì có tiểu bệnh, chẳng có tiểu bệnh thì có mau bệnh. Đó tức là kết tập. Ví như trong đời sống của mọi người đều có chỗ ưa thích khác nhau như mùi vị ăn uống. Tóm lại, tham sân si mạn nghi là kết tập của chúng sinh. Có thể vĩnh viễn xa lìa những tập khí xấu này thì sẽ vĩnh viễn lìa tất cả phiền não kết tập. Lại nguyện cho tất cả chúng sinh được đầu tóc quang minh, thứ quang minh đó có thể chiếu khắp mười phương thế giới. Lại nguyện cho tất cả chúng sinh được đầu tóc không tạp loạn, thẳng mượt không rối loạn, thanh tịnh tốt đẹp, màu sắc thuần nhất không tạp, giống như đầu tóc của Phật. Lại nguyện cho tất cả chúng sinh thành tựu đầu tóc đỉnh thác của bậc xứng đáng trở người cúng dường, khiến cho bất cứ người nào thấy được như thấy được đầu tóc của Phật. Lại nguyện cho tất cả chúng sinh được đầu tóc thanh tịnh như Phật, chẳng có sự ô nhiễm, vĩnh viễn lìa khỏi tất cả màng đen tối trần cấu. Những lời nguyện ở trên là hồi hướng căn lành của Đại Bồ Tát khi Ngài bố thí búi tóc liền với da đầu, vì muốn khiến cho tâm của tất cả chúng sinh thường ở trong định thanh tịnh vắng lặng, chẳng sinh vọng niệm nào khác, đều đắc được đủ thứ Đà La Ni viên mãn, chú lực tổng trì và nhất thiết chủng trí chân thật của Phật, cùng với 10 đại oai thần lực của Phật. Các vị thiện tín, Bồ Tát phát nguyện, lần này rồi lần khác, nguyện nguyện vô cùng, nguyện nguyện vô tận, vì cứu độ chúng sinh, nguyện nguyện chu tường, vĩnh viễn không ngừng nghỉ, cho nên gọi là nguyện hài, nguyện lực, thâm sâu không đáy, rộng lớn không bờ mé. Ngài nhìn thấy chúng sinh từ trong bất tịnh sinh ra, từ trong bất tịnh chết đi, vĩnh viễn lưu truyền trong sự bất tịnh. Do đó, Ngài phát nguyện cứu chúng sinh thoát ra khỏi sự bất tịnh, khiến cho chúng sinh đều đắc được thân tâm thanh tịnh. Bồ Tát thương xót chúng ta ngu si, chẳng có trí huệ, cứ làm những việc điên đảo. Ngài lại phát nguyện giáo hóa chúng sinh, khiến cho chúng ta khai mở trí huệ, khai mở mắt tâm và trong quang minh của Phật chiếu đến, hưởng thọ pháp hỷ vô thượng. Bồ Tát lại thấy chúng ta mắt lòa vô tri, chẳng phân biệt được khổ vui, cho nên khai thị chúng ta phải nhận thức cảnh giới đối với thọ khổ thọ vui, chẳng khổ chẳng thọ vui, đều có thể thái nhiên. Khi gặp cảnh nghịch, phải nhẫn nại phá tan cửa ải khổ. Khi gặp cảnh thuận, cũng đừng lưu luyến minh bạch tất cả vô thường. Gặp bất cứ cảnh giới gì đều có định lực như như chẳng động, rõ ràng sáng suốt. Có nghị lực và quyết tâm chuyển biến cảnh giới mới diệt trừ được phiền não thống khổ. Nhất là người tu hành càng phải chú ý. Bồ Tát lại sợ chúng ta tướng sinh chẳng đủ trang nghiêm. Trên từ đầu xuống dưới chân chẳng có chút nào mà Bồ Tát chẳng nghĩ đến chúng ta. Thể đều vì chúng ta hồi hướng, nguyện nguyện vì chúng ta mà mong cầu. Đều hy vọng cho tất cả mỗi chúng sinh đều viên mãn thành tựu đầy đủ. Các bạn hãy nghĩ xem thiên hạ còn có ai có tâm từ bi hơn Bồ Tát chăng? Khi Ngài hồi hướng bất luận là thiện ác tốt xấu, giàu nghèo sang hèn, nam nữ, già trẻ, oán thân, một luật đều bao quát hết trong đó, nguyện cho khắp tất cả đều được lợi ích của Ngài hồi hướng, tâm của Ngài thật là bình đẳng. Mọi người phải sớm phát tâm đại bi, do tâm đại bi mới sinh ra tâm Bồ Đề, mới báo đáp được thâm ân của Bồ Tát. Phật tử, Đại Bồ Tát đem con mắt bố thí cho người đến xin, như Bồ Tát Hoàn Hỷ Hạnh, Bồ Tát Nguyệt Quang Vương và vô lượng các Bồ Tát khác. Khi Đại Bồ Tát bố thí mắt thì khởi tâm thí nhãn thanh tịnh, khởi tâm trí nhãn thanh tịnh, khởi tâm y trì pháp quang minh, khởi tâm hiện quán vô thượng Phật đạo, khởi tâm hồi hướng trí huệ rộng lớn, phát tâm xả tí bình đẳng với Bồ Tát ba đời, phát tâm nơi vô ngại nhãn khởi niềm tin thanh tịnh bất hoại, đối với người xin khởi tâm hoan hỷ nhiếp thọ. Các vị đệ tử của Phật, Đại Bồ Tát hiện tại, Ngài lại đem con mắt của mình bố thí cho người đến xin mắt, như Bồ Tát Hoàn Hỷ Hạnh, Bồ Tát Nguyệt Quang Vương cùng với vô lượng các Bồ Tát khác, đều đã từng bố thí con mắt của các Ngài. Vị Đại Bồ Tát này, khi Ngài bố thí con mắt, tâm của Ngài rất thanh tịnh, chẳng có chút tâm tạp nhiễm nào, chân tâm thành ý đem con mắt của Ngài bố thí cho người đến xin. Có người có con mắt phóng quang, có thể nhìn sự vật rất xa, đó là nguyên nhân thuở xưa đã từng bố thí con mắt. Có người tuy nhiên có con mắt nhưng chẳng nhìn thấy sự vật, đó là trong quá khứ không có công đức bố thí con mắt.
Nói như vậy tôi nghĩ rằng sẽ dẫn khởi nghi vấn của các bạn, cho rằng chẳng bố thí con mắt cho người khác thì đương nhiên phải có con mắt tốt, còn đem con mắt bố thí cho người thì mới chẳng còn con mắt. Lối nói này là sự thấy nông cạn của thế tục, nhưng đi ngược lại trong luật nhân quả, bố thí là xả bỏ, bạn càng xả bỏ cho người khác thì bạn càng có, xả bỏ càng nhiều thì quả báo phước đức càng lớn. Trong kinh Địa Tạng có nói, xả một được vạn báo. Trong xã hội có rất nhiều người có tiền mà họ chẳng xả bỏ được cho những kẻ nghèo, thả lãng phí vật chất để cá nhân hưởng thụ năm dục. Các bạn hãy nhìn xem những người bần cùng khốn khổ, cô nhi, quần áo chẳng có mặc ấm thân, cơm chẳng no bụng. Họ là những người kém phước đức, cho nên chúng ta đừng sợ bố thí cho họ thì mình chẳng còn nữa. Khi Bồ Tát bố thí con mắt thì Ngài sinh khởi tâm trí huệ thanh tịnh, hy vọng con mắt Ngài bố thí trở thành mắt trí thanh tịnh của người xin. Ngài lại nghĩ đến công đức bố thí con mắt hồi hướng cho pháp giới chúng sinh, hy vọng họ đều phát tâm trí huệ rộng lớn, lại phát tâm bình đẳng đồng với các Bồ Tát ba đời mà bố thí, lại phát tâm con mắt chẳng thọ tất cả sự chướng ngại, mắt từ bi bình đẳng quan sát tất cả chúng sinh đều như quyến thuộc trí thân, tâm tin thanh tịnh kiên cố đối với chân lý Phật pháp thông đạt vô ngại, chẳng có tư hào nghi hoặc, chẳng bị dị luận phá hoại. Đối với người sinh con mắt của Ngài thì sinh tâm đại hoan hỷ, và còn nhiếp thọ chúng sinh có pháp duyên, giáo hóa họ phát tâm bồ đề viên mãn. Vì rốt ráo tất cả thần thông, vì sinh Phật nhãn, vì tăng trưởng tâm đại bồ đề, vì tu tập đại từ bi, vì chế phục sáu căn, do các pháp như vậy mà sinh tâm như thế. Tại sao Bồ Tát muốn làm công đức bố thí con mắt? Vì hy vọng đắc được tất cả thần thông chân chánh mà hành công đức bố thí đặc biệt khó xả mà xả được. Kỳ thật, sức thần thông chỉ cần nhận chân tu hạnh thanh tịnh, công phu tu đến trình độ viên mãn thì tự nhiên sẽ cảm mà toại thông. Lại vì muốn thành Phật đạo sẽ khai mở Phật nhãn, quang minh của Phật nhãn, giống như ánh sáng của 1.000 mặt trời, nó có thể chiếu khắp pháp giới. Cổ nhân có bài kệ rằng, thiền nhãn thông phi ngại, nhục nhãn ngại phi thông, pháp nhãn duy quán tục, huệ nhãn liễu chân không, Phật nhãn như thiên nhật, chiếu dị thể hoàn đồng. Thiền nhãn thông phi ngại, người có thiền nhãn thông thì họ có thể thấy mọi sự sinh hoạt ở trên trời, năm quang mười sắc tất cả đều ở trong con mắt, dưới thì thấy đủ thứ sinh hoạt của tất cả chúng sinh, nhỏ bé đều nhìn thấy hết, dưới lòng đất khoảng 10 thước tất cả bảo tàng cũng đều nhìn thấy rõ ràng, nhưng không thể khởi tâm tham tùy ý lấy làm của mình. Một khi khởi tâm tham thì thiên nhãn vĩnh viễn chẳng sáng trở lại nữa. Nhục nhãn ngại phi thông, nhục nhãn của phàm phu chỉ nhìn thấy sự vật ở trước, cách tường chẳng nhìn thấy, càng không nhìn thấy sự vật có vật chướng ngại ngăn che. Song nhục nhãn ở đây có thể thấy được sự vật có vật chướng ngại ngăn che, có thể nhìn thấy người, thấy quỷ, thấy thần, thấy Phật. Pháp nhãn duy quán tục, pháp nhãn thì nhìn thấy thật tướng của tất cả các pháp, nhưng chẳng phải thuộc về tục đế. Bất quá pháp nhãn cũng có thể nhìn thấy sự vật mà phàm phu nhìn chẳng thấy, giống như chúng ta tụng kinh, mắt phải nhìn vào quyển kinh, từng chữ từng câu từng hàng mà đọc từ từ. Nếu như tu hành được pháp nhãn thanh tịnh thì tận hư không khắp pháp giới đều là kinh điển, tùy ý bạn hoan hỷ thích kinh gì đều có cả, mà còn nhìn nhanh hơn gấp hơn trăm ngàn lần phàm phu. Đối với ý nghĩa kinh điển cũng đều thấu rõ minh bạch. Huệ nhãn liễu chân không, huệ nhãn thấu rõ được đạo lý chân không, chân đế về chân không chẳng không, diệu hữu phỉ hữu. Phật nhãn như thiên nhật, ánh sáng của Phật nhãn giống như ngàn mặt trời chiếu soi, chiếu khắp mười phương pháp giới, hết thảy tất cả đều thấy rõ như trong lòng bàn tay. Phàm phu bề ngoài nhìn chỉ thấy có hai con mắt thịt, kỳ thật mỗi người đều có năm thứ con mắt ngũ nhãn, nhưng vì không tu hành tham trước năm dục, đời sống thân tâm đều chẳng thanh tịnh, cho đến mắt thịt càng ngày càng yếu đi thì làm gì nói đến chuyện khai mở ngũ nhãn. Dù bậc thánh nhân đã khai mở thiên nhãn, nhục nhãn, pháp nhãn, huệ nhãn, Ngài cũng chẳng sử dụng thường xuyên, mà là khéo quán cơ duyên, khi nào cần dùng thì mới dùng, càng không thể sinh tâm cống cao ngã mạn, như thế thì sẽ mất đi tác dụng. Bất quá bậc thánh nhân chân chánh chứng quả, Ngài cũng tuyệt đối chẳng phạm ma bệnh ấu trĩ đó. Khi công đức tu hành và công phu đạt đến tứ quả A-la-hán thì họ sẽ thành tựu tam minh và ngũ thông, sẽ chẳng thối thất. Tam minh bao quát thiền nhãn minh,
Bồ Tát vì tăng trưởng tâm Bồ Đề rộng lớn của Ngài cho nên phải tu công đức bố thí mắt có rất nhiều người. Tại sao khi tu hành thì thối tâm giữa đường? Là vì đạo tâm của họ chẳng vững chắc, tâm Bồ Đề chẳng tăng trưởng, không thể rộng lớn. Khi thọ cảnh nghịch thì thối tâm, nhất là người xuất gia, thường thường bị cảnh giới năm dục dẫn dụ, chẳng qua được cửa ải ma dục. Hy vọng bốn chúng đệ tử tu học Phật đạo, mọi người tùy thời phải tăng trưởng tâm Bồ Đề của mình. Bồ Tát lại vì tu tập tâm đại từ đại bi cho nên hành công đức bố thí mắt. Các vị thiện tín, nếu mỗi người đều có tâm từ bi, còn có nhìn sự việc không đúng của chúng sinh chăng, còn có thể cảm thấy người khác không thuận mắt chăng, hoan hỉ ai, chán ghét ai, ai thiện ai ác, sinh những tâm phân biệt này chăng? Sự việc trên thế gian, lập trường của mỗi người đều khác nhau, tư tưởng đều khác nhau. Do đó ý kiến mỗi cá nhân hình thành thị phi, đối lập, tranh chấp, đối nghịch, phỉ báng, tiến thêm nữa, diễn ra cảnh chảy máu, chém giết, đó đều là do chẳng có tâm từ bi, chẳng có lòng dung thứ. Vì ngã kiến quá sâu, tâm sân quá nặng, nếu như ai ai cũng đều có tâm lượng rộng lớn như hư không khắp pháp giới, thì còn có lỗi lầm tranh chấp tôi đúng bạn sai chăng? Tôi thường thường nói với các bạn, nhà xí là nơi dơ bẩn nhất, nhưng trên thế giới có phải không cần nhà xí chăng? Tôi muốn mọi người đều biết là không thể nào được, bất luận là người giàu, người nghèo, sang hèn, đều muốn ăn thức ăn ngon, nhưng ăn vào trong bụng rồi trải qua sự tiêu hóa, thải ra chẳng muốn nhìn, vật rất là thối. Lúc đó nếu bạn dùng nhà xí để chuyển vận, thì còn dùng phương pháp gì để giải quyết? Rắn độc thú dữ thì hại người, nhưng ông trời có đức háo sinh, bạn có thể trừ diệt sạch hết chúng chăng? Cho nên chúng ta đừng có nhìn người khác không đúng, đừng có nhìn nhất cử nhất động chỗ không tốt của người khác, phải dưỡng thành tâm dung thứ người khác, nhất là người xuất gia tu đạo, càng phải có tâm từ bi, tha thứ cho người. Người tốt kẻ xấu đều đối đãi như nhau, dùng tâm từ bi để cảm hóa kẻ ác. Kẻ ác mới là đối tượng giáo hóa của chúng ta. Tu tập căn lành công đức thì tại người ác thấy có công hiệu nhất, nhất là không thể thấy người có lỗi lầm thì bỏ họ, kẻ khác chẳng bằng tâm ý của ta thì bài bác họ, như thế là dưỡng lớn tâm sân hận, tự giam bớt mầm Bồ Đề. Tôi có mấy câu rất thiền cạn, cũng có thể nói là châm ngôn xử sự làm người của tôi, nói ra cho các vị nghe, nếu các bạn cảm thấy đúng thì đừng ngại thực hành theo. Nếu các bạn cho rằng không hợp ý thì bạn cũng có thể lập ra tiêu chuẩn càng tốt. Sự sự đồ hảo khứ, nghĩa là mọi việc đều trôi qua tốt đẹp, việc gì cũng đều chẳng có. Phiền não nàn đoạn liễu, nghĩa là phiền não khó dứt hết, chỉ có phiền não khó đoạn dứt sạch nhất. Chân năng bất sinh khí, nghĩa là thật không sinh nóng giận. Nếu bạn thật không nóng giận với kẻ khác, tiểu đắc vô giá bảo, nghĩa là sẽ đắc được báu vô giá, không nóng giận là báu vô giá, không màng cảnh giới gì, thiện ác tốt xấu, thậm chí gặp người đánh chửi, đều không nóng giận, cảnh nghịch đến thuận mà thọ nhận, tu công phu nhẫn nhục, như thế chẳng đợi đắc được báu vô giá, bèn trở thành đại phú ông giàu có nhất trong nước. Tái yếu bất oán nhân, nghĩa là lại chẳng thù oán người, tiến thêm một bước nữa, chẳng oán trời trách người. Vạn sự đồ năng hào, nghĩa là mọi việc thảy đều tốt. Lúc đó tâm cảnh của bạn rộng lớn thái nhiên, mọi việc đều cảm thấy thuận tâm như ý. Phiền não vĩnh bất sinh, nghĩa là phiền não vĩnh viễn không sinh, mọi việc đều như ý thì làm gì còn có phiền não sinh ra. Sân hận tiêu trừ liễu, nghĩa là sân hận đã tiêu trừ. Vì tâm lượng rộng lớn hay dung thứ người, nhường cho người, thì tâm sân hận vốn chẳng có chỗ nào sinh ra, như vậy thì tự nhiên sẽ tiêu trừ sạch hết không còn. Oan nghiệp tùng na trào, nghĩa là oan nghiệp tìm chỗ nào. Bạn không sân hận kẻ khác, lại không đố kỵ người khác, khắp nơi đều hòa khí, đi đến đâu thì nơi đó đều mát mẻ yên bình, ai ai cũng đều mến bạn, gần gũi bạn, thì còn có oan gia đối đầu chăng? Thường sầu nhân bất đối, nghĩa là còn lo người không đúng, bạn cảm thấy người này cũng không đúng, người kia cũng không thuận mắt, chuyên môn vạch lông tìm vết, tầm đầy oán khí, cái này không đúng, cái kia không đúng, na thị khổ một liễu. Nghĩa là như vậy khổ chưa hết, trái cũng không đúng, phải cũng không đúng, lúc nào cũng phiền não, chuyện gì cũng nổi giận, đó chẳng phải tự mình
tìm trước lấy cái phù chăng, ai có thể thay thế được? Bồ Tát Đại Từ Đại Bi, Ngài đối với chúng sinh chưa từng mong cầu gì. Chúng sinh tốt, Ngài phát tâm hoan hỷ. Chúng sinh có lỗi lầm, Ngài phát tâm thương xót. Lấy lỗi lầm của chúng sinh làm lỗi lầm của mình. Cho nên nói chư Phật Bồ Tát chẳng thấy lỗi chúng sinh. Bồ Tát lại vì hàng phủ sáu căn, mắt tài mũi lưỡi thân ý, sáu căn, chẳng để cho sáu căn làm năm dục, làm nhiễm ô, thầm tầm kiên cố, chẳng bị sáu căn sáu trần làm dao động, chẳng bị sáu trần mê hoặc, khiến cho sáu căn lìa khỏi dòng sáu trần của phàm phu, nhập vào dòng pháp tính của thánh nhân, thực hành công đức bố thí mắt, tức là vì hàng phục sáu căn, căn cứ vào pháp nói ở trên mà sinh tâm học pháp tu đạo. Phật tử, khi Đại Bồ Tát bố thí mắt, thì đối với người xin đó tâm sinh vui thích, thiết bày hội bố thí tăng trưởng sức lực của pháp, xả lìa sự ưa thấy phóng dật của thế gian, dứt trừ sự ràng buộc của dục vọng, tu tập bồ đề. Tùy theo chỗ họ mong cầu, tâm an chẳng động, chẳng trái với ý của họ, đều khiến cho họ được mãn nguyện đầy đủ, mà thường tùy thuận hạnh xả không hai, đem căn lành đó hồi hướng như vậy. Nguyện cho tất cả chúng sinh được mắt tối thắng chỉ bày tất cả. Nguyện cho tất cả chúng sinh được mắt vô ngại khai diễn trí tạng. Nguyện cho tất cả chúng sinh được nhục nhãn thanh tịnh, quang minh soi thấu chẳng có gì chướng ngại được. Nguyện cho tất cả chúng sinh được thiên nhãn thanh tịnh, đều thấy nghiệp quả sinh tử của chúng sinh. Các vị đệ tử của Phật, Đại Bồ Tát khi Ngài bố thí mắt thì đối với người xin con mắt, trong tâm sinh khởi sự vui thích vô hạn, mà còn vì người đó mà thiết lập pháp hội bố thí lớn vì chúng sinh, mà làm tăng trưởng sức tự tin của họ thâm sâu đối với Phật Pháp, khiến cho chúng sinh thấu hiểu xả lìa tham ái ô nhiễm của thế gian và tất cả tà tri tà kiến trên thế gian, và đoạn tuyệt trừ sạch những hành vi phóng đãng bất chánh đáng đó cùng với những sự ràng buộc tham dục để tu học căn lành bồ đề giác đạo. Bồ Tát ở trong hội bố thí đề ra những yêu cầu của họ, trong tâm của Ngài chẳng có sự xẻn tiếc, cũng chẳng tính toán do dự, tâm bình khí hòa an nhiên chẳng động hoan hỷ vui mừng, chẳng trái với tâm nguyện của chúng sinh, khiến cho ai nấy đều mãn nguyện. Bồ Tát bố thí chẳng phải ngẫu nhiên mà làm, Ngài thường tùy thuận chúng sinh, dùng hành trì thí xà làm pháp môn không hai tu hành của Ngài. Bồ Tát đem căn lành bố thí tích tụ đối với chúng sinh hồi hướng như vậy. Ngài nói, tôi nguyện cho tất cả chúng sinh, ba quát thai sinh, noãn sinh, thấp sinh, hóa sinh, có tưởng không tưởng, có sắc không sắc, chẳng có tưởng, chẳng không tưởng, chẳng có sắc, chẳng không sắc, vân vân. Tất cả chúng sinh hy vọng họ đều đắc được mắt thù thắng, quang minh chiếu soi, có thể chỉ bày hướng dẫn chúng sinh chánh quyết rõ ràng đi trên con đường chân chánh quang minh. Lại nguyện cho tất cả chúng sinh được mắt không bị bất cứ vật gì chướng ngại, có thể khai diễn bảo tạng trí huệ rộng lớn. Lại nguyện cho tất cả chúng sinh được nhục nhãn thanh tịnh, tuy nói là nhục nhãn nhưng rất là thanh tịnh, nhìn thấy tất cả bất luận gần xa to nhỏ đều thấy rõ ràng, con mắt quang minh chẳng bị bất cứ vật gì bên ngoài ngăn che được. Lại nguyện cho tất cả chúng sinh được thiên nhãn thanh tịnh, có thể quán thấy ở trên trời, quán thấy tiền nhân hậu quả, luân chuyển sinh tử của tất cả chúng sinh trên thế gian, cùng với sự tích tạo nghiệp thọ báo của tất cả chúng sinh trong vô lượng kiếp đều nhìn thấy rất rõ ràng. Nguyện cho tất cả chúng sinh được pháp nhãn thanh tịnh, có thể tùy thuận nhập vào cảnh giới của Như Lai. Nguyện cho tất cả chúng sinh được mắt trí huệ, xả lìa tất cả phân biệt, thủ lấy chấp trước. Nguyện cho tất cả chúng sinh đầy đủ Phật nhãn, thầy đều giác ngộ tất cả các pháp. Nguyện cho tất cả chúng sinh thành tựu phổ nhãn, khắp hết các cảnh giới chẳng có chướng ngại. Nguyện cho tất cả chúng sinh thành tựu mắt thanh tịnh, lìa màng ngu si, thấu rõ cõi chúng sinh vốn là không chẳng chỗ có. Nguyện cho tất cả chúng sinh đầy đủ mắt thanh tịnh, không chướng ngại, đều được rốt ráo mười lực của Như Lai. Đó là hồi hướng căn lành bố thí mắt của Đại Bồ Tát, vì khiến cho chúng sinh được mắt thanh tịnh nhất thiết trí. Bồ Tát lại nguyện cho tất cả chúng sinh được pháp nhãn thanh tịnh, có thể chiếu rõ thật tướng của tất cả các pháp, thông đạt chân lý thật tướng của các pháp, hay tùy thuận chân lý tu hành nhập vào cảnh giới của Phật. Lại nguyện cho tất cả chúng sinh được mắt đại trí huệ, đối với tất cả sự lý trên thế gian đều biết rất rõ ràng, chẳng khởi tư tưởng phân biệt, cũng chẳng thủ lấy chấp trước sinh vọng tưởng,
Sở dĩ người đời thủ lấy chấp trước là vì họ chẳng có huệ nhãn, chỉ có ngu si chấp cái ta, lại nguyện cho tất cả chúng sinh được đầy đủ Phật nhãn, đều có thể giác ngộ thể tính của các pháp như huyễn như hóa, lại nguyện cho tất cả chúng sinh có thể thành tựu phổ nhãn, xa lìa ngu si, như cắt trừ màng bệnh trong con mắt, từ đó quang minh vô ngại, đắc được mắt sáng có đại trí huệ, thấu đạt cõi chúng sinh vốn là không chẳng chỗ có, vì chúng sinh chấp trước mà có cõi chúng sinh hiện tại phá trừ. Rồi sự chấp trước này thì như lìa khỏi màng ngu si, lại nguyện cho tất cả chúng sinh tu hạnh thanh tịnh thì có thể đắc được mắt đầy đủ chẳng có chướng ngại, đều có thể đắc được 10 tứ lực chân thật không thể nghĩ bàn của Như Lai. Đó là hồi hướng căn lành bố thí mắt của Đại Bồ Tát, kỳ thật là vì khiến cho chúng sinh đều đắc được mắt nhất thiết trí huệ thanh tịnh. Phật tử Đại Bồ Tát hay đem tài mũi bố thí cho những người xin, như Bồ Tát Thắng Hạnh Vương, Bồ Tát Vô Oán Thắng và vô lượng các Bồ Tát khác. Khi bố thí tự mình đưa cho người xin, trên tâm tu tập các hạnh của Bồ Tát đủ giống tánh Phật, sinh vào nhà Như Lai, nhớ nghĩ hạnh bố thí của các Bồ Tát, thường xuyên phát khởi bồ đề của chư Phật, thành tịnh các căn công đức trí huệ, quán sát ba cõi chẳng có cõi nào bền vững, nguyện thường thấy được chư Phật Bồ Tát tùy thuận nghĩ nhớ tất cả Phật pháp, biết thân là hư vọng vốn không chẳng chỗ có, chẳng có tham tiếc. Các vị đệ tử của Phật Đại Bồ Tát, ngài đem tai mũi của mình bố thí cho những người đến cầu xin, đây là việc người khó làm mà Bồ Tát làm được. Dùng tâm bi và nguyện lực của ngài, tinh thần xả bỏ đại ngã của mình vì chúng sinh, cho nên trong tâm vắng lặng của ngài là như như chẳng động, chẳng sinh tâm thống khổ thương tiếc. Từ vô thủy đến nay, người tu hạnh bồ đề, tu bồ tát hạnh, hành bồ tát đạo rất là tự nhiên, sinh tâm như vậy, làm bố thí như vậy, như có bồ tát thắng hạnh vương tu hành công đức thù thắng, bồ tát vô oán thắng đối với bất cứ người nào cũng đều chẳng sinh tâm oán hận, và vô lượng vô số các đại bồ tát khác, các ngài đều chẳng tiếc thân thể của mình bố thí cho những người đến cầu xin đáng thương. Khi bố thí tâm an lý đắc, hóa nhan duyệt sắc, thần tự đem vật bố thí dâng lên cho người xin. Hành vi như vậy của Bồ Tát chẳng phải mong cầu tiếng tăm lợi dưỡng, ngài chỉ trên tâm tu tập hạnh môn mà tất cả Bồ Tát phải tu, đầy đủ giống tánh của Phật mà sinh vào nhà của Phật, đạt được quả vị Phật, nghĩ nhớ hạnh môn tu bố thí của các Bồ Tát, thường sinh tinh tấn, phát tâm đại từ bi như chư Phật đã phát. Vì tâm từ bi mà sinh ra tâm đại Bồ Đề, luôn giữ giới thanh tịnh, ba nghiệp thanh tịnh, khiến cho các căn thanh tịnh, tích tập công đức thanh tịnh, sinh đại trí huệ. Quan sát ba cõi, cõi dục, cõi sắc, cõi vô sắc, chẳng có gì chân thật, chẳng có sự vật gì vĩnh viễn tồn tại. Người tu học Phật đạo có cái nhìn đối với ba cõi, phải thường biết cảnh giác, có tư tưởng xuất thế. Ba cõi không an giống như nhà lửa, hy vọng thường thấy được chư Phật Bồ Tát thì phải luôn luôn tùy thuận pháp của chư Phật nói, biết rõ các pháp không tướng, thấy pháp như thấy Phật. Người tu học Phật đạo tuyệt đối không thể chấp trước cái nhục thân này, phải biết thân thể này vốn là do bốn đại giả hòa hợp mà thành, hư vọng chẳng có chủ. Một khi đến thời kỳ thì bốn đại đều trở về bản thể của nó, tất cả đều huyễn diệt chẳng chỗ có, lại có gì có thể tham luyến thương tiếc. Khi Bồ Tát bố thí tài mũi như vậy, tâm thường vắng lặng, điều phục các căn, cứu giúp chúng sinh thoát khỏi hiểm ác các hoạn nạn, sinh trưởng nhất thiết trí huệ công đức, nhập vào biển đại bố thí, thấu đạt nghĩa của pháp, tu đủ các đạo, đường trí huệ hành được pháp tự tại, dùng thân không kiên cố tu thành thân kiên cố. Khi Bồ Tát bố thí tài mũi thì tâm của ngài rất vắng lặng an nhiên, sáu căn của ngài cũng rất điều thuận, chẳng có chút nào chẳng tự tại. Bồ Tát thấy được chúng sinh gặp nguy hiểm và hoạn nạn, ngài chẳng từ mạo hiểm để cứu tế chúng sinh thoát khỏi khổ nạn. Do đó mà sinh trưởng nhất thiết trí huệ, phương tiện khéo léo giáo hóa chúng sinh, tích tụ vô lượng căn lành công đức, thực hành hạnh đại bố thí khó làm mà làm được như thế, như nhập vào trong biển đại bố thí, thấu rõ thông đạt đạo lý thật tướng của tất cả các pháp. Hết thảy nghĩa lý pháp môn, ngài thảy đều tu tập viên mãn đầy đủ, nương theo pháp môn bát nhã tu chứng hạnh Bồ Tát đạo, cứu độ giáo hóa chúng sinh trầm mê, nhậm vận tự tại, vì ngài đã minh bạch tất cả các pháp,
thấu hiểu tất cả các pháp, lại hay vận dụng phương tiện khéo léo tất cả các pháp, đắc được công dụng tự tại của pháp. Tùy Ngài bố thí tài mũi của mình cho người, nhưng Ngài đắc được thiền nhãn, thiền nhĩ, thiền tĩ. Đó là dùng nhục thân chẳng kiên cố, tu thành thân kim cang kiên cố, bất hoại. Phật tử, Đại Bồ Tát khi Ngài bố thí tài, đem các căn lành hồi hướng như vậy, nguyện cho tất cả chúng sinh được tai vô ngại, nghe khắp tất cả tiếng nói pháp, nguyện cho tất cả chúng sinh được tai không chứng, thảy đều hiểu rõ tất cả âm thanh, nguyện cho tất cả chúng sinh được tai Như Lai, thông đạt tất cả không bị trì trệ, nguyện cho tất cả chúng sinh được tai thanh tịnh, chẳng vì lỗ tai mà sinh tâm phân biệt, nguyện cho tất cả chúng sinh được tai không biếc lãng, khiến cho rốt ráo không có sự nghe sai mở, nguyện cho tất cả chúng sinh được tài khắp pháp giới, đều biết pháp âm của tất cả chư Phật. Nguyện cho tất cả chúng sinh được tài vô ngại, khai ngộ tất cả pháp không chướng ngại. Nguyện cho tất cả chúng sinh được tài không hoại, khéo biết các luận không ai hủy hoại được. Nguyện cho tất cả chúng sinh được tài nghe khắp, rộng lớn thanh tịnh, làm vua các tai. Nguyện cho tất cả chúng sinh đầy đủ thiên nhĩ cùng với tai Phật. Đó là hồi hướng căn lành của Đại Bồ Tát khi Ngài bố thí tai vì khiến cho chúng sinh đều đắc được tai thanh tịnh. Các vị đệ tử của Phật, Đại Bồ Tát khi Ngài bố thí tai, đem các căn lành của Ngài tu tập hồi hướng như vậy, tôi nguyện cho tất cả chúng sinh đều được tai không có chướng ngại, nghe khắp âm thanh của mười phương chư Phật thuyết pháp. Lại nguyện cho tất cả chúng sinh được tai không chướng, đối với tất cả âm thanh không gian đều phân biệt, thấu hiểu được. Lại nguyện cho tất cả chúng sinh được tai của Như Lai, bất cứ sự lý gì khi nghe được liền minh bạch, lỗ tai đặc biệt thông minh, chẳng có hiện tượng gì trì trệ được. Lại nguyện cho tất cả chúng sinh được tai rất thanh tịnh, chẳng vì thọ thanh trần mà sinh tâm ô nhiễm và phân biệt. Tâm Bồ Tát thường thanh tịnh vắng lặng, Ngài tuyệt đối chẳng bị lời lẽ tà kiến dụ hoặc, cho nên Ngài bố thí tai cho chúng sinh, cũng hy vọng chúng sinh đều đắc được tai thanh tịnh, sinh tâm thanh tịnh. Lại nguyện cho tất cả chúng sinh được tai không điếc lãng, sinh ra tai chẳng bị điếc, sau này cũng chẳng bị nạn lãng tai. Nghe sai mờ, tâm ý hồ đồ, thấy việc chẳng rõ ràng, giống như nghe mà chẳng nghe, có mắt mà chẳng thấy. Hy vọng chúng sinh vĩnh viễn đều chẳng sinh tâm thức mù mờ chẳng rõ ràng như thế. Lại nguyện cho tất cả chúng sinh được căn tai đặc biệt thông minh, nghe được pháp âm của chư Phật thuyết pháp trong khắp pháp giới. Một khi pháp âm lọt vào lỗ tai thì đều thấu hiểu. Lại nguyện cho tất cả chúng sinh được căn tai chẳng bị chướng ngại, nghe được pháp của chư Phật nói, lập tức khai ngộ, thông đạt vô ngại. Lại nguyện cho tất cả chúng sinh được tai không hoại, khéo nghe được đủ thứ nghị luận, dù có nghe được dị luận ngoại đạo cũng chẳng tổn hoại căn tai thanh tịnh của Ngài. Trong kinh Pháp Hoa, Phật đã từng nói, trong 3.000 đại thiên thế giới, hết thảy tất cả các thứ tiếng, tuy chưa được thiên nhĩ, dùng tai thường thanh tịnh của cha mẹ sinh ra, thảy đều nghe biết. Như vậy phân biệt đủ thứ âm thanh mà chẳng hoại căn tai. Lại nguyện cho tất cả chúng sinh được tai nghe khắp tiếng trong 3.000 đại thiên thế giới, rộng lớn thanh tịnh, làm vua tai trong tất cả chúng sinh. Lại nguyện cho tất cả chúng sinh được đầy đủ căn lành, đắc được thiên nhĩ, bất cứ xa bao nhiêu, trên đến cõi trời hữu đình, dưới đến địa ngục vô gián, tất cả âm thanh thảy đều nghe được hết, đắc được tai giống như Phật. Tai của Phật là viên dung vô hại, tận hư không khắp pháp giới, chẳng có một thứ âm thanh nào mà chẳng nghe được. Những lời nguyện ở trên là của Đại Bồ Tát hồi hướng căn lành khi Ngài bố thí tai, vì muốn khiến cho tất cả chúng sinh đều đắc được tai thanh tịnh, nghe khắp pháp âm vô thượng của chư Phật nói. Phật tử, khi Đại Bồ Tát bố thí mũi hồi hướng như vậy, nguyện cho tất cả chúng sinh được mũi cao thẳng, được mũi tốt đẹp, được tướng mũi thiện, được mũi đáng ưa thích, được mũi tịnh diệu, được mũi tùy thuận, được mũi cao hiền, được mũi phục oán, được mũi khéo thấy, được mũi Như Lai. Các vị đệ tử của Phật, Đại Bồ Tát bố thí mắt tai rồi, tiếp theo lại bố thí mũi. Khi bố thí mũi, Ngài hồi hướng như vậy, Ngài nói, nguyện cho tất cả chúng sinh đều đắc được mũi cao thẳng, đắc được mũi tốt đẹp. Mũi và các khí quan khác phối hợp rất tương xứng, không lớn không nhỏ, không cao không thấp, được tướng mũi thiện. Vì lỗ mũi sinh ra rất đẹp, khiến cho tướng mặt đều hiển lộ ra rất thiện lương, khiến cho
Người nhìn thấy vẻ bên ngoài thuận mắt, sinh tâm hoàn hỷ, được mũi đáng ưa thích. Lỗ mũi sinh ra rất đoan chánh, đồng đều, khiến cho người thấy được vừa hoan hỷ lại tôn kính. Sự ưa thích đó là thanh tịnh, tâm lý rất cung kính. Được mũi tịnh diệu, hình sắc bên ngoài lỗ mũi thuần nhã, nhuần nhã. Hình dáng lỗ mũi cũng rất tốt đẹp, thần kinh khiếu giác của lỗ mũi cũng đặc biệt linh mẫn. Được mũi tùy thuận, trong vô hình lỗ mũi có một sức lực hấp dẫn. Người tu đạo sinh ra được mũi tùy thuận, đối với việc hoằng pháp lợi sinh có sự trợ giúp rất lớn. Tất cả chúng sinh thấy được vị pháp sư này thì họ sẽ rất muốn theo vị thầy đó tu học Phật pháp và còn rất nghe lời chỉ dạy. Được mũi cao hiền, hình lỗ mũi này tục ngữ có nói là mũi huyền đàm, mũi cao và thẳng, mũi tướng thiện, tổng hợp ưu điểm của mũi khéo thấy trở thành như mũi của Phật. Lỗ mũi là một bộ phận quan trọng ở trên mặt của con người, là chủ của ngũ quan. Con người ở trong thai mẹ, lỗ mũi cũng thọ hình trước. Tướng mũi sinh ra có thể tượng trưng cho tính cách của một con người, trung gian thành trá, cũng có thể hiện bày ra vận mệnh giàu nghèo sang hèn. Người xuất gia tuy không coi trọng về tướng mạo, nhưng tướng tốt trang nghiêm, phẩm đức, học thức, ưu đương vẫn rất quan trọng. Tướng tốt là đời trước tu tập phước báu, là bên ngoài vô thường, cho nên cần phải dụng công trên phẩm đức. Phẩm đức là bên trong, ngày ngày tăng trưởng, càng lâu càng bền vững. Nhục thân chúng ta phải có tướng tốt trang nghiêm, phẩm đức trang nghiêm, pháp thân vô hình. Người xuất gia tùy thời chú ý vun bồi pháp thân, ngàn vạn đừng lầm lẫn, dùng hết tướng tốt đời trước tu được, cũng đừng cô phụ lợi ích của Bồ Tát hồi hướng cho chúng ta. Được mũi phục oán, thứ lỗ mũi này trong vô hình nó có một khí chất oai nghiêm, không nộ mà oai, khiến cho người mỗi khi thấy được tự nhiên sinh tâm kính sợ, đầy dẫy oán kiều. Thấy mặt thì trong vô hình tiêu tan mất. Người có đức hạnh chẳng phải tại địa vị tuổi tác, họ nói năng im lặng, hành động tự nhiên chảy ra phẩm cách, khiến cho người kính sợ. Sự kính sợ này chẳng phải là sợ hãi, sợ hãi thì khiến cho người xa lìa họ, mà là khiến cho người cung kính. Người xuất gia phải có sự tu dưỡng, vun bồi khí chất không nộ mà oai, được mũi khéo thấy, vì lỗ mũi sinh ra rất đoan chánh, ngũ quan tương xứng, hiền lộ từ tướng đầy sắc mặt,